Ba dấu hiệu nhận thấy ông trời đang độ bạn. Ông trời trước khi giao việc lớn cho ai thường đày đọa người đó ba dấu hiệu dễ dàng nhận thấy. 1. Sẽ khiến cho bạn vấp ngã nhiều lần. Một người nếu muốn làm lên đại sự trong một cái lĩnh vực nào đó thì tất nhiên phải nếm mùi thất bại. Bởi vì trải qua giông bão mà vẫn có thể mạnh mẽ, tiến bước, vững bước thì chứng minh rằng người đó là một người có thực lực, có thể làm lên đại sự lớn. Khi ông trời ban cho chúng ta thử thách nào đó, có nghĩa rằng người muốn chúng ta không ngừng trưởng thành hơn. Sửa lại bản thân của mình, khi những ngoại cảnh buộc bạn phải trưởng thành, bạn sẽ hiểu rằng thực chất trong cuộc sống chỉ là một trường học mà ông trời đã tạo ra để bạn chăm chỉ tốt nghiệp những cái bài học của mình. Ông trời sẽ lại yêu thương bạn. Thứ hai, để cho bạn trải nghiệm thế thái nhân tình. Một người mà không hiểu được thế thái nhân tình thường không có được hạnh phúc trong cuộc sống. Bởi vì họ không biết được lòng người có nóng, có lạnh. Họ sẽ rơi vào hai trạng thái cực đoan. Một là quá tin tưởng phụ thuộc, hai là quá nghi ngờ đa đoan. Xã hội này nói như vậy. Nếu bạn không thích nghi, bạn sẽ sớm bị đào thải mà thôi. Ở đời phải luôn luôn nhớ một điều, cuộc sống thực sự không như một giấc mơ. Một người thực có thực lực biết tận dụng sức mạnh để phát triển sức mạnh nội tâm của bản thân, chứ không chịu cúi đầu thỏa hiệp với tiếng nói nhỏ. Thứ ba, khiến cho bạn tu dưỡng đức hạnh của bản thân. Một người muốn xây dựng sự nghiệp, trước tiên phải biết tu tâm đức tính. Vì nhân cách không cao bằng thành công tạo ra, thì cuối cùng kết quả đó cũng sẽ bị sụp đổ và mất cân bằng. Cho nên thành nhân trước khi thành công, và tài đức thì luôn luôn đi đôi với nhau. Vậy câu hỏi đặt ra là nguồn lực, thành công ông trời đều cho chúng ta như nhau. Quan trọng đó chính là chúng ta biết đón nhận hay không. Nếu như bạn nhìn thấy sự thành công của một ai đó, thì bạn hiểu rằng người đó đã hiển nhiên, họ đã nỗ lực rất là nhiều. Trên đời này khó khăn, thử thách ai cũng có phần hết. Những người chăm chỉ thì nhiều nhưng người kiên trì lại thiếu. Nếu như mà bạn mong muốn thành công trong cuộc sống, bạn phải học được nghệ thuật của sự kiên trì. Thủy chúc tất cả các anh chị thành công và hãy follow kênh của Thủy để nhận thêm nhiều kiến thức giá trị mỗi ngày.